cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trên tay mình đây là một chiếc phi thuyền. Video ngày hôm nay mình sẽ vẽ về nó để gửi tặng đến tất cả các bạn. Mình vẫn mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình có thể tiếp tục với động lực ra video. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn. Thank you.